Ừ, em sai. Ôi. Cầm lấy ngại gì ôi. Anh thở rồi. Anh chửi ngại em. Ôi anh đi. Anh cầm lấy, đây không đây đồ sư. Vợ em mua. Thì lấy đồ của vợ cho. Không phải vợ cho, ý là vợ hội chị em. Vợ em thì chưa con nữa. Chào anh em nhé, thì mình là Jim Vlog đây. Thì bây giờ mình và Trung Vlog và anh Quân Báo sẽ đi tận thăm một người bạn. Cho ông ý nếu mà được xong thì... rồi tặng luôn. Ờ, xong tặng luôn, đã là ok. Tưởng chưa dạy cơ, anh đã dạy rồi. Anh rồi. Ô sợ. Quá. Ờ em sai. Tớ đốc. Hay. Ôi bay đâu rồi. Bay. Ờ. Béo thôi. Ơ sao bạn biết mình? Đó, thì động bà rồi. Chào bà. Chào bà. Ôi. Cầm lấy ngại gì ôi. Anh thở rồi. Anh chửi ngại em. Ôi anh đi. Anh cầm lấy, đây không đây đồ sư. Vợ em mua. Thì lấy đồ của vợ cho. Không phải vợ cho, ý là vợ hội chị em. Vợ em thì chưa con nữa. Anh ngồi thử luôn con đi đồ mày con này đi đồ anh dưỡng đang đội mũ siêu tổng hồ anh Quân thử luôn không anh Quân lại review xem nhưng mà anh không dám ngồi. Ờ, anh chúc sức khỏe anh gia đình nhá. Sao? Bắt tay phát nữa. Hẹn gặp mình. Vâng. Anh phải cẩn thận nhá. Anh phải cẩn thận. Thôi anh bắt tay nhiều thế. Có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó thành như thầy là ai? Em về đấy ạ. Em về.